Ok, tiếp tục Troy. Troy the best. Chào tất cả mọi người. Hôm nay là kênh Nha Trang lắm nắng là đi tắm biển tí. Hôm nay trời mưa quá, ở nhà cũng nhớ. Mấy phải trước mưa quá mưa, bữa nay là trời hơi ui nè các bạn. Cũng không có được cái nắng mấy, nhưng mà cũng đi. Đó. Thì bữa nay tình cờ gặp cái cây dừa đây có mấy cái trái đây, thì thành ra mới rút điện thoại ra quay luôn, tác nghiệp luôn. Ồ, mà tới coi thử cái gì vậy, sao nó rụng hay là ai bể bỏ mà nó nằm một buồn nhiều quá vậy? Đây chắc nó rụng đó. Đây cho cái chàng chả ai mà chặt cái gì đâu, nó còn non mà. Ồ. Yeah. Chắc là do người ta chặt cái bẹ đó bằng. Người ta chặt cái bẹ xong rồi là nó không có gì đỡ đó, rồi bắt đầu nó yếu, nó mới mất thế, nó gãy, nó rụng xuống. Đây nè, đúng rồi. À, cái dấu rụng. Dấu rụng là đó, dụng nó bứt cái cuốn đó. À, vừa thì chắc còn non các bạn hả? Ồ, non rồi, đúng rồi, hơi non. Non người ta mới bỏ chứ, nếu mà vừa già người ta lấy uống rồi. Thôi, nhưng mà chắc cũng xin hai trái để xuống biển, lát tắm biển uống nha. Không có già, không biết chặt sao đây. Thôi, cái trước đó là xách xuống biển, xách xuống biển từ tính sau. Lựa hai trái già ở khúc cuối á. Đi tắm biển mà cũng có là vừa uống nè. Hồi nhỏ là các bạn biết không, là gặp hái chậm dừa là chuyên gia, là không có dao thì mình xử được hết á. Các bạn biết cái sự bằng cái nào không? Rồi các bạn cứ theo dõi video là sẽ biết nha. Đây, không có dao, có dừa mà làm sao để uống đây. Đó. Đây, bên này trời hơi ui nhưng mà biển cũng êm. Đây quan cảnh của công viên Bạch Đằng. Đây. Tìm gì bạn? Tìm cục đá. Tìm cục đá, đúng rồi. Sử cho bây giờ là bằng cách nào đây? Nhớ hồi nhỏ là cũng đục uống được nhưng mà giờ biết đục nổi không hết. À, có cái đũa thì cũng chọt được. Nhưng mà bây giờ kìu đá đi, kiếm cái đi vòng vòng em tìm nha, để khác xuống từ từ sửa sau. Kỳ tra các bạn. Đó, cách đây tháng là anh em mình mỗi lần mà đi tắm biển là tới đây hái tra cho có vitamin C. Ăn tra cho trái chín nó ngọt, nó ngọt chua ngon. Ngon hơn trái sim luôn. Này hết mùa rồi. Này hết mùa. Mùa tra là vào đầu hè. Đầu hè đến giữa hè. Bạn kiếm cục đá rồi bạn. Đá đây. Đây. Mới thấy này là có cái cục nè. Đâu coi. Cục đá cục gạch cái gì cũng được, cái miếng nhọn nhọn được. Rồi, cục này là chơi ok rồi nè. Rồi ok, lấy hai miếng luôn, miếng to miếng nhỏ, cái miếng to nhiều khi nó có lực hơn. Very, very, very famous. Joel. Sao va, sao va, sao va. I can't hear every 2 days, long time I haven't seen you. À, đây người bạn tên là Joel, người bạn Pháp sống ở đây. What's the name of your website? I came back home impossible. Sun Tan Nha Trang. Sun Tan Nha Trang. Sun Tan, how do you spell it? I forgot. Sun Tan. Long. T A N N E D. Do you have the pen? Do you have the paper? Okay, later. Let me tell me S Sun S Sun. U N Yes. T-A-N-N-E-D. I remember. Suntan Nha Trang. I remember Nha Trang. I said, why before Suntan Nha Trang? So I didn't do it, sorry. Anh chào hỏi đúng nước dừa không tới, mà đúng nước dừa. You want some coconut? We have some coconut here. Hỏi ông uống nước dừa không? You stole them? No. I don't say anything. I don't work for police. No. They just fall off from the tree. Ah, okay. And it's too young, the people don't like it. So, but it's still tasty. I think we can drink it. We don't have a knife. Đang giải thích cho ông Joel biết là bây giờ là cái dừa không phải mình hái trộm mà là dừa đó là dừa nó rụng mà bây giờ không có dao lấy cái này. You know how to open it? No. No. Ông cũng đâu không biết cách làm sao mà. You are Vietnamese. Okay. I walk to Detroit, I come back 10 minutes, okay? Yes, okay. No, you, later you come drink coconut with that. 15 minutes, we're still here. Okay. Rồi,
ông đi dạo chút xuống xíu ông quay lại cũng đãi ông trả dừa luôn. Bây giờ anh em xuống xử trước. À, ông JL là ông khách mối của nhà hàng Nemo á, ông bị kẹt ở đây cũng 9 tháng nay á. Muốn về nước mà về không được, không chuyến bay vì dịch bệnh. Tội à, bởi vì Nha Trang nước bên này cũng không được trong mấy các bạn. Đó, cái mẹ là lượng lớn anh Châu hả? Bữa này hơi lượng lớn. Hơi lượng. Là mình biết là nghe dự báo thời tiết là bị áp thấp nhiệt đới đâu ở ngoài khơi. À. Cho nên là sóng hôm nay là biển năm nay là bị lượng. À, ok. Rồi bây giờ mình xuống tắm cái cho mát rồi xong lên uống nước dừa nhé. Nó okay. Vậy khác. Nhúng nước cái. À, ok. Vậy nha. Rồi giờ chút là chặt dừa. Bạn ơi, dưa anh tới rồi. Lên. À. Dạ. Dưa em tới rồi, tắm rồi nè. Lên lấy giọng thêm trái dừa đi. À rồi ok, để lấy ba trái luôn. Cho tụi nhỏ luôn. Bằng đang hỏi ổng là cái bây giờ trái dừa đây bây giờ cái chỗ nào để mà chọt á đó. You are my teacher. Okay, show us. Juan, show us where we should touch. So many people that we just below this one around here. À, ông chỉ sai chỗ à? À đúng đúng. À đúng đúng. Có kinh nghiệm đó. Ông chỉ là lấy ra cái phần này nè. Lấy phần đó ra hả? Ờ, nhưng mà em hỏi là lấy như thế này ông cũng có lấy. Rồi tới đây anh chỉ cho nè. Anh chỉ cho cách uống nước dừa rồi mà không có dao nè. Yo, hey, come here, Jay. Cái này là à. Ví dụ như là tất cả mọi người mà đi sau đó là chỉ với ổng xong rồi là ổng muốn uống ổng tự xử nha, chứ không có chặt cho ổng đâu. Sau khi chỉ với ổng tự xử. Có cục đá cái này cũng được, hoặc là có cái khúc cây cũng được, khúc cây nhỏ nhỏ như dài chừng này là được nè. Để vấn đề quan trọng là mình đục cái lỗ trên này nó mềm, dễ à. Dễ lấy hơn. Đó, đúng rồi đó. À. Tuổi thơ dữ dội ùa về cho mấy mặt già nè. Hồi nhỏ là gặp dừa là chưa buông đập kiểu này không á, đập xong rồi còn phải đập bể để ăn cái ở trong nữa à. À, lấy nó gọn ra các bạn đó không? Ờ à, đó. Are you break everything like this? Nè, hết luôn mày ơi. Jeez, you're a destroyer. You are a killer. You're a coconut killer. So I introduce to you Mr. Bang. You are already, eh? The coconut killer of Nha Trang. quay coi chiếu cái miệng nè. Đó, rồi đó, rồi cái miệng nó rơi nước không nó này nó vừa. Đó. Rồi, xong. À, tụi xuống nghe chưa nghe, anh cho hả? Wow. Good. Nó chua chua ngọt ngọt, nó uống nó mát hơn là cái dừa già nó ngọt quá. Ngọt quá, còn cái uống cái dừa này nó chua chua ngọt, uống cái này nó là cơ bản là nó cũng chua già lắm. À. Cho nên là cái đầu để nó cũng hơi mềm. Ừ. Nhưng nếu mà ví dụ dừa mà nó già hơn tí thì vẫn chơi được, nhưng mà nó vất vả hơn tí. Chặt lâu hơn. Lâu hơn tí. Ok nào. Dùng lực mạnh hơn. Rồi. Kizen. It's your turn. Try to open one. You do yourself, right? Coi Kizen ông xử sao nha. Be careful with your finger. Cái này kỹ năng sống đó các bạn. Đó, có trái dừa, có cục đá. À, có cái dừa, có cục đá mà làm sao mà xử mà cho nó ra được. Cái tiếp tục try. Try your best. Rồi ok, em rửa cho. tự giặt chứ, tự giặt cái giấy cái bằng mà. Not very sweet, but it tasty. It's good. How you like it?
Good. Okay, you put here. Not sweet, yeah, but not sweet. Wow, so easy. So easy. Easy for me. Too hot for you, right? Too easy for you. Oh. So you have a new job now. Coconut opener. Đập mạnh ngay chỗ miệng các bạn, đập mạnh ngay miệng là chỗ đó sẽ cái mạnh nhất. Đúng rồi. Với lại vấn đề quan trọng là cho đây nó mềm. Nhưng mà nếu mà đập ngay này, thôi nghỉ uống luôn à. Too good. And you, Chow, can you do it as well? Yeah, later. You use your finger, you put here. Alright, yeah. Yeah. Normally I don't put my finger, I put my finger somewhere else, but... Rồi, nếu phiên phiên mình thử thôi coi. As good as Mr. Bang. Được anh Châu? Mr. Chow. Hi. Cái này có vẻ là không nhỏ bằng cái kia. Rồi, giờ bây giờ là tới phiên anh Châu nè, để coi thử trước đây. Chẳng mấy cái ra đây ha. Take care of your dick. Đó cái chặt cái nè, cái chỗ mềm nhất là cái xỉa cái chỗ mềm nhất thôi. Đó, tập trung chỗ nào mà nhớ quýnh một chỗ một. Đó nè, gần ra nè. Đó. Faster than you. Các bạn thấy không? Lũng lũng lỏ nè. Đó, đó đây nè. Mà cái ở trong này cơm là ăn được luôn nha, nó ngon lắm chứ mà giỡn. Đó. Đó, sạch sẽ rồi, xong vô. Bạn. Where's yours? Here, cheers. This one. Cheers. Cheers, how did it? Wait. Oh, yeah. Cheers. Cheers, bang. Vô nè. Một, hai, ba, vô. Ô, tắm biển mà nước dừa uống tuyệt vời. Ngay cả luôn, hả? It's good. Just a trip, good. À, good hả? Đã. Còn nữa. Uống hết còn nữa. Đó là cái cách cái tồn đó các bạn. Có cần chặt cái trong ăn không anh Châu hả? Chả luôn, chút chặt bể ra. À đây hả? Cái này nó non nè, cái nó ăn nó giòn 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 sực đã. Đúng rồi, nó hơi nhẵn nhẵn nhưng mà giòn giòn. Đó, các bạn, là cái video này là cũng muốn để chia sẻ với tất cả các bạn và mọi người là về cái kỹ năng về cái uống nước dừa và khi trong điều kiện là không có dao hoặc là không có dụng cụ. Đã nhiều tuổi thơ đó các bạn. Cũng là để ôn lại kỷ niệm mà tuổi thơ hồi nhỏ mà đi bẻ dừa trộm hay là hái dừa trộm này nọ để mà uống. Thì chắc có lẽ là đến đây là Nha Trang Đám Nắng xin khép cái video ở đây. Hẹn tất cả các bạn vào những video tiếp theo. Và các bạn nhớ bấm chia sẻ cho mọi người và bấm đăng ký để có những video mới tiếp theo. Thân ái chào, tạm biệt.